thu xe vi phạm, lãng phí nguồn lực xã hội và tiền bạc của nhân dân, cần bãi bỏ. Việc chính quyền Việt Nam đưa ra chính sách cấm tuyệt đối người lái xe có hơi men được cho là hợp lý, nhất là việc xử lý quyết liệt đối với các lái xe say xỉn. Nhưng vẫn có một số bất cập trong việc này. Đó là ngoài việc giới hạn nồng độ cồn bằng 0 gây ra nhiều bất hợp lý, thì việc lực lượng công an thu xe vi phạm để rồi chất đống đã xảy ra nhiều hậu quả như tốn kém, lãng phí nguồn lực xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người lao động nghèo. Trong khi đó, các cơ quan chức năng vẫn lê hoay chưa tìm được cách giải quyết thực trạng này. Công an thu xe vi phạm về rồi đem chất đống và lê hoay tìm hướng giải quyết. Tờ báo Lao động vào hôm 18 tháng 2 đưa tin bãi tạm giữ xe vi phạm nồng độ cồn quá tải có thể được chi tiền mở rộng. Bản tin cho biết thời gian qua nhiều bãi giữ xe vi phạm giao thông ở các địa phương đã bị quá tải. Theo ghi nhận của báo Lao động, việc bãi xe Hà Đông, Hà Nội có đến hàng nghìn phương tiện, chủ yếu là xe máy được tập kết chất đống. Cũng theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, các cơ quan chức năng đã xử lý 71.382 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 29.099 trường hợp. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 35.684 phương tiện giao thông các loại. Theo quy định mới nhất của Bộ Công an, mức phạt vi phạm nồng độ cồn khá cao so với thu nhập trung bình của người dân Việt Nam, cao nhất có thể lên đến 8 triệu đồng. Đôi khi mức phạt còn cao hơn cả giá trị của phương tiện bị tạm giữ. Do vậy, không ít trường hợp người vi phạm đã bỏ xe, đành chịu mất phương tiện còn hơn phải nộp phạt. Điều này dẫn đến tình trạng số phương tiện bị tạm giữ tại các kho bãi ngày càng nhiều và đòi hỏi phải mở rộng kho bãi. Ngoài ra, để bảo quản phương tiện bị tạm giữ, cơ quan chức năng còn phải lắp đặt, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bổ sung thêm nhân sự quản lý, gây tốn kém cho ngân sách của nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm cũng là một người rất tài tiếng. Có ý kiến cho rằng nếu quá thời hạn tạm giữ với các phương tiện vi phạm trong một khoảng thời gian nhất định thì bán đấu giá phương tiện và nộp ngân sách. Tuy nhiên, giới luật gia khẳng định phương tiện vi phạm thuộc sở hữu của người dân, nếu không được người dân đồng ý thì việc bán đấu giá là bất hợp pháp. Theo Đài Á Châu Tự Do FA, luật sư Nguyễn Văn Miến đã khẳng định việc công an tự ý bán đấu giá xe của người dân khi chưa có sự đồng ý của họ là bất hợp pháp. Bởi vì những chiếc xe đó không phải là xe của công an, xe là sở hữu của người dân, chỉ khi nào người dân nói rằng tôi đồng ý để cho công an xử lý thì mới được. Công luận đồng tình và ghi nhận những nỗ lực của ngành công an trong việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng trong nhiều trường hợp cảnh sát giao thông đã lạm dụng việc kiểm tra để tìm mọi cách thu giữ xe của người vi phạm. Theo quy định của Bộ Tài chính, người vi phạm khi đến nhận lại phương tiện bị tạm giữ thì phải trả chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản phương tiện trong thời gian tạm giữ. Với giá giữ xe vi phạm tại Hà Nội hiện nay, được quy định cho xe máy là 8.000 đồng mỗi xe mỗi ngày đêm, xe ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống là 70.000 đồng mỗi xe mỗi ngày đêm. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, phóng viên của Thời báo chấm đây được biết, dù người dân đã phải trả tiền giữ xe, nhưng xe của họ không được trông coi cẩn thận. Không chỉ là việc xe máy bị quăng quật, phơi nắng, phơi mưa, mà còn có tình trạng xe bị tháo gỡ, trao đổi phụ tùng là hiện tượng hết sức phổ biến. Một trạm tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Một luật sư tại Hà Nội trao đổi với Thời báo chấm đê với điều kiện ẩn danh cho biết, khi tạm giữ xe vi phạm của người dân, cơ quan công an phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản của họ. Khi thu phương tiện, yêu cầu người ta tới nộp phạt, thì trong đó có thu cả tiền trông giữ bảo quản xe. Tức là anh phải có trách nhiệm giữ xe cẩn thận, chứ không để tình trạng thu tiền giữ xe, nhưng không bảo quản nguyên trạng phương tiện. Đồng thời, vị luật sư này cho biết, thực ra chỉ cần thu giữ giấy phép lái xe hoặc biển số của phương tiện vi phạm là đủ. Làm như vậy vừa nhẹ cho người dân mà không mất tiền bến bãi trông gửi xe. Công luận cho rằng, việc Quốc hội cho phép Bộ Công an được hưởng tới 85% tiền phạt, tức là nhà nước mặc nhiên cổ vũ khích lệ cho việc xử phạt, đó là hành vi coi dân là con bỏ sữa. Và công luận cũng thấy rằng không nên áp dụng xử phạt một cách quá cứng nhắc như hiện nay.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin thu xe vi phạm lãng phí nguồn lực xã hội và tiền bạc của dân cần bãi bỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vụ Vạn Thịnh Phát, hệ thống mafia đang lộng hành trong bộ máy nhà nước như thế nào? Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra vụ án bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm ra xét xử, dự kiến kéo dài từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng 2 đưa tin di lý bà Trương Mỹ Lan vào Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Di lý bà Lan vào xét xử ở Sài Gòn. Tờ báo Tuổi Trẻ cho hay lực lượng công an đã hoàn tất việc di lý bị cáo Trương Mỹ Lan và nhiều bị cáo khác trong vụ án từ nhiều cơ quan tạm giữ, tạm giam về Sài Gòn để chuẩn bị tham gia phiên tòa sẽ mở vào ngày 5 tháng 3. Theo đó, trong quá trình điều tra, truy tố, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã bị tạm giam nhiều cơ quan tạm giữ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và nhiều đơn vị công an ở các tỉnh phía Bắc. Điều đó cho thấy việc các cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam đã phải đối phó với bàn tay của các thế lực hắc ám liên quan đến những cái chết bí ẩn trong vụ án này là điều có thật. Được biết, trong số 86 bị cáo chuẩn bị ra vành móng ngựa trong vụ án này, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, có 45 bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và cơ quan thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cũng đáng chú ý, bị cáo Trương Mỹ Lan và 12 đồng phạm bị Viện Kiểm sát tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất đến tử hình, chung thân hay 20 năm với cáo buộc là tham ô tài sản. Đặc biệt trong số này có bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố do tội nhận hối lộ lên đến 5,2 triệu đô la của Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan, vào ngày 19 tháng 2, báo Tuổi Trẻ cho biết Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo kêu gọi 5 bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đã bỏ trốn, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong số này có bị cán Đinh Văn Thành, nằm trong danh sách 13 bị cáo có thể bị tuyên án tử hình. Được biết, 5 nhân vật kể trên đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi có lệnh khởi tố bắt giam. Hiện nay, Bộ Công an không thể xác định họ đang ở đâu nên đã ra lệnh truy nã và sẽ xử vắng mặt. Cũng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, đài BBC Việt ngữ có bài viết Đại án Vạn Thịnh Phát, những cái chết bí ẩn và những bị can lọt lưới. Theo bài viết này, trong vụ án Vạn Thịnh Phát có 3 nhân vật bất ngờ qua đời và có 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đã bỏ trốn. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến phát biểu của ông Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về hiện tượng quả trứng mafia Việt Nam trong một bài phỏng vấn của Vietnamnet vào ngày 13 tháng 10 năm 2012. Ông Lê Kiên Thành đã nhận định như sau. Với kinh nghiệm của nước Nga, sự nguy hiểm chỉ diễn ra trong vòng một ngày và sau đó nó làm sụp đổ mọi thứ, sụp đổ đến tận gốc rễ. Theo đó, những mafia phát sinh từ tầng lớp dưới đáy xã hội nhưng lại có nhiều quyền lực ngầm trong bộ máy của nhà nước. Điều đó có liên quan gì đến những cái chết bí ẩn của một số lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB hay không? Đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch chứng khoán Tân Việt, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB bị đột quỵ trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt chỉ có 2 đến 3 tiếng đồng hồ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, công ty chứng khoán Tân Việt nằm trong nhóm định chế tài chính thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Sâu chúa Lê Thanh Hải và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đến là bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị bắt cùng lúc với bà Trương Mỹ Lan trong ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhưng bất ngờ qua đời trong trại tạm giam 3 ngày sau đó. Sau cùng là ông Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Sài Gòn, Pennsylvania, kiêm cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng, cũng đột ngột qua đời một cách bí ẩn
vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, một tuần sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt giam. Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định ông Nguyễn Ngọc Dương đã chỉ đạo cấp dưới tìm người đứng tên các khoản vay tại ngân hàng SCB, đứng tên đại diện pháp luật của các công ty ma, mở tài khoản nhận tiền, rút tiền mặt, phục vụ cho mục đích của bà Trương Mỹ Lan. Giáo sư Abuja khi phân tích về vụ án Vạn Thịnh Phát đã đánh giá đây là một thất bại nặng nề của việc giám sát, kiểm tra trong công tác chống tham nhũng. Và vì sao ông Lê Thanh Hải, một người được cho là có mối quan hệ rất chặt chẽ với bà Trương Mỹ Lan, người có những biểu hiện mafia rất rõ rệt, đến nay vẫn hoàn toàn bình an vô sự? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin vụ Vạn Thịnh Phát, hệ thống mafia đang lộng hành trong bộ máy nhà nước như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d.